Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập chậm nhịp miệng bài Pony 79 theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tổ hợp số 1 thực hiện lần 2, 5 lần 8 nhịp. Chúng ta sẽ kết thúc ở tổ hợp số 3, câu 8, số 2 nhé. Rồi. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3,
mọi người nhớ tập cho thật kỹ cái video này để khi đến video nhảy cùng chiều đó chúng ta sẽ khớp nhập rất là dễ nhé. Rồi, xin chào ạ.